Chào mừng các bạn đã đến với Đam mê Công nghệ và chúng ta lại cùng gặp nhau trong một số tư vấn săn sale Tết tiếp theo. Trong những ngày gần đây thì mình là tiếp tục chia sẻ đến các bạn những cái điều khuyến mãi và một cái đợt sale rất lớn đến từ các hãng là Xiaomi, Samsung, Oppo, Realme, là Umi, Degi. Bởi vì đây là một cái thời điểm như mình đã nói là lý tưởng nhất để các bạn có thể là mua điện thoại đón Tết, diễn ra từ 10 đến 14 tháng 1. Bởi vì là đây là thời điểm để chúng ta chốt đơn đặt hàng và sau đó thì shipper sẽ giao kịp Tết. Còn nếu như các bạn bỏ qua cái thời điểm này á thì rất có thể phải ra Tết mới có máy dùng. Và đây cũng chính là lý do các sàn thương mại điện tử triển khai cái chương trình sale Tết lớn nhất. Đối với Xiaomi thì những cái chiếc máy sale phải nói là kịch sàn và khô máu rồi. Và hôm nay thì mình sẽ làm về một cái chiếc máy trong phân khúc giá là dưới 4 triệu đồng. Bởi vì mình thấy thì về cơ bản đây vẫn là một cái phân khúc đang rất thiếu những cái sự lựa chọn và những cái option tốt. Và chiếc máy đó không ai khác chính là Tecno Pova 2. Thì đối với phiên bản 6128 bây giờ nếu như các bạn mua ở gian hàng Tecno Việt Nam á, ở Lazada thì mức giá cuối cùng sau khi trừ voucher tích lũy thế này thế kia sẽ rơi vào tầm là từ 3 triệu 7 đến 3 triệu 9. Thậm chí là một số bạn còn mua được với mức giá thấp hơn nếu các bạn săn được những cái mã khác. Nhưng mà mình lấy cái mức trung bình mà hầu như người nào cũng có thể là mua được là rơi vào tầm 39 đến là 4 triệu đồng. Thì đây là một chiếc máy trong phân khúc giá là dưới 4 củ, có thể nói là đáng mua nhất thời điểm hiện tại, đến từ phân khúc chính hãng và hàng mới full box ha. Bởi vì con máy này đang có những cái thông số phải nói rất là toàn diện để các bạn có thể là sử dụng và đón Tết. Đầu tiên, con này thì nó đánh vào một cái thị trường ngách. Thị trường ngách có nghĩa là một cái thị trường nó rất là riêng biệt, nó khác với những cái chiếc máy ở trên thị trường hay là ở trong cùng cái phân khúc. Đó chính là phân khúc Fablet, tức là kích thước màn hình siêu to khổng lồ và pin trâu. Nên là con này có màn hình kích thước là 6,9 inch và pin lên đến là 7000 mAh. Tính ra những cái chiếc máy có pin 7000 ở trên thị trường là không nhiều đâu. Chủ yếu là những cái chiếc máy dòng M của Samsung như kiểu là M51. Và trong năm nay thì chúng ta có thêm cái con M62. Ngoài ra là hầu như là pin của các hãng khác đến mức tầm 6150 mAh là ở cái mức gọi là kịch kim rồi. Đó. Và pin 7000 trên con máy này thì là pin dung lượng thực chứ không phải là dung lượng ảo đâu nha. Một số bạn nói là em dùng M51 hoặc cái gì đó mà pin 7000 và phí xài nó rất là nhanh tụt pin. Còn với cái con Tecno này thì đúng là xác nhận là đa số là các bạn xài đều công nhận pin con này là cực kỳ trâu. Nếu như các bạn xài với tác vụ bình thường, một ngày là quá thoải mái và hai ngày là ở cái mức bình thường. Và nếu như xài ít là máy phủ thì có thể kéo lên đến tầm khoảng là 4-5 ngày cho đến một tuần là hoàn toàn gọi là bình thường. Với Tecno Pova 2 trước đây thì mình từng test là chiếm một ván liên quân tầm 15 đến 18 phút mà đôi khi là nó hao chỉ là 1% pin. Và các bạn biết là cái mức pin nó rất là trâu luôn. Tiếp theo là về cái mặt thiết kế thì con này nó vừa đảm bảo được cái tính chất là nó bền bỉ và nó vừa có cái thiết kế ngoại hình trông đẹp, hầm hố và nó rất là đậm chất gaming. Chúng ta có phía trước màn hình theo xu hướng đục lỗ rất là đúng trend này, viền cảnh không quá dày. Chúng ta có mặt lưng phía sau với phiên bản màu xám và màu đen. Thì màu nào mình thấy nó cũng rất là ok và có những cái họa tiết và độ bền phần cứng của Tecno rất là tốt nha. Trước đây thì mình từng review rất nhiều những cái mẫu máy đến từ Tecno rồi, như kiểu là mẫu Spark 7T, đây là Tecno 6G, Spark 6GO đó, và đó đều là những cái mẫu mà mình thấy là build phần cứng nó rất là tốt, và với con Tecno Pova 2 cũng tương tự. Rồi về thông số cấu hình thì chúng ta có 6GB RAM 128GB nhớ trong, một cái mức RAM ROM phải nói là cũng rất là lý tưởng trong phân khúc giá dưới 4 củ hiện nay. Cái đa số vẫn là kiểu như là 464 là cái mức cao thôi, hoặc là cao lắm là 4128. Còn con này thì nó đảm bảo là có 6GB RAM và 128GB nhớ trong là một cái mức lý tưởng, bởi vì là 4GB RAM bây giờ là đôi khi nó sẽ là chưa đủ để mà nhu cầu của một số bản khi chạy đa nhiệm, và 6GB thì thực sự với Android là nó rất là thoải mái rồi. Đó. Tiếp theo 128GB nhớ trong thì rất là thoải mái lưu trữ, chúng 64GB là đôi khi là dùng chưa hết rồi. Còn 128 các bạn hầu như là không cần cắm thêm cái thẻ nhớ ngoài, vẫn lưu trữ rất là tốt này. Và đi kèm với con chip Helio G85. Và con chip này thì thực sự là nó cũng không phải là con chip gọi là quá nổi bật, quá mạnh mẽ, nhưng ở trong phân khúc giá này thì nó lại hợp lý. G85, G88 vẫn là những cái đầu chip gọi là đến từ MediaTek cao nhất trong phân khúc chính hãng trong tầm này. Quan trọng là khả năng tối ưu phần mềm của Tecno phải nói là một trong những cái hãng mình đánh giá cao, thực sự mà nói luôn. Phần mềm của Tecno chính là giao diện iOS V7.6 trên nền tảng Android 11. Và cái giao diện này thì mình cũng làm một cái video review rất là chi tiết rồi. Các bạn có thể là xem lại trên kênh Nam Béo Review ấy. Và cái hệ điều hành cái giao diện này á, nó tích hợp tất cả những cái tính năng thông minh ở trên các hãng và những cái giao diện khác như kiểu là Color, Realme UI, rồi là Fun Touch OS, hay kể cả là
MIUI là đều có ở trên đó hết. Thực sự là nó tổng hợp lại tất cả những cái tính năng thông minh. Nhưng việc gom nhiều tính năng thông minh nhưng mà nó vẫn tối ưu rất là ok. Chỉ có điều là nó sẽ hơi rối một tí trong cái giao diện setting thôi, nhưng mà nếu như các bạn xài quen thì mình nghĩ là không phải vấn đề. Tiếp theo nói về cái mặt màn hình thì với kích thước lớn 6,9 inch thì khỏi phải nói rồi, rất phù hợp với trải nghiệm các bạn xem phim hay là đối với những chiếc máy phủ, những người mà làm những cái công việc như kiểu là Grab, Gojek, Shipper, chúng ta quan sát ngoài đường nó cũng sẽ là dễ dàng hơn. Tất nhiên màn hình này thì nó không ở mức xuất sắc bởi vì không thể nó đầu tư một cái tấm nền quá ngon ở cái mức giá như thế này, nhưng mà mình nghĩ là nó ở mức đủ dùng. Và còn một cái vấn đề nữa là âm thanh thì mình cũng công nhận là loa con này nó hơi nhỏ thật đó, nhưng mà mình nghĩ là đây là những cái điểm thiếu sót mà có thể là thông cảm được ở trong cái phân khúc giá là dưới 4 triệu đồng. Còn về camera thì máy trang bị 4 ống kính, cảm biến chính 48 megapixel, thì mình thấy là chụp cũng không quá nổi bật, nó ở mức gọi là tương đồng với những cái dòng máy khác trong cùng tầm thôi, như kiểu là Redmi 10 thì mình nghĩ là vẫn sẽ là tương đồng với những cái dòng máy như vậy đó. Về bảo hành hậu mãi các bạn cũng sẽ là hoàn toàn yên tâm, bởi vì là Techno thì có gian hàng chính hãng, gian hàng mo này, và chúng ta có 13 tháng bảo hành, tức là 12 tiêu chuẩn cộng thêm 1 tháng nâng cao, thì mình nghĩ là cũng ok. Đây cũng là sản phẩm phân phối chính hãng. Và Techno thì có thể một số bạn chưa biết là trước đây á, thời điểm 2015, 2017 thì hãng cũng có vào thị trường Việt Nam và bán offline rất là rộng rãi, nhưng mà sau đó thì hãng rút về nước, và hiện tại thì Techno là cực kỳ mạnh ở bên thị trường châu Phi nha, là một trong những cái hãng lớn nhất ở bên châu Phi và rất là nổi tiếng đó. Còn là ở thị trường châu Á thì có thể là không nổi tiếng bằng. Và Techno thì cũng là hãng gọi là công ty con thuộc một cái tập đoàn của Hồng Kông và quản lý rất là nhiều những cái thương hiệu, và họ cũng có nhà máy nghiên cứu một số những cái công nghệ. Mới đây nhất thì mình thấy là Techno họ ra mắt cái công nghệ camera mà có thể là thay đổi được cái tiêu cử, tức là nó nhô lên rồi nó thụt xuống để mà chụp macro mà không cần dí lại gần. Mình nhớ mình thấy công nghệ này cũng rất là hay, chứng tỏ hãng cũng là một hãng gọi là đầu tư nghiên cứu vào các công nghệ, thì chúng ta cũng thấy được là phần nào là một cái hãng lớn. Vậy thì nội dung của video tư vấn ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn muốn mua thì có thể là bấm vào link phía dưới mô tả video để mà chốt đơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.